Bà công nhận rồi đó, ba đứa mình lì thiệt ha. Ừ. Mà ngộ lắm nha, cứ mỗi lần gặp Long với Quý là Hạnh thấy như mình trẻ lại vậy đó. Ừ. Nhưng mà bây giờ ước mơ ngày xưa tụi mình tâm sự có vẻ hơi trễ nha. Tụi mình sẽ có một mùa hè không thể quên được cùng với nhau. Mở tung cửa sổ đón anh mặt trời. Ông nội ơi, con về rồi nè. Ê Nhung bán, cỡ này mới bánh nè. Tao ghét nhất là mấy thằng làm màu. Ủa anh Quý, anh đi đâu vậy anh Quý? Kệ tao, tao về thành phố. Ban đêm, ở vùng này, trên đồi cắt cỏ. Có mà. Emerson từng nói, đừng có nhút nhát đắn đo trong hành động. Sau hôm nay, bí ẩn trên đồi cắt cỏ sẽ được hóa giải. Tới số con ma trên đồi cắt cỏ rồi. Thằng Quý Rồng này đảm bảo là trên đời này không có ma. Vậy còn cái bộ áo đỏ đằng kia kìa, anh giải thích luôn đi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Này là chương cuối của Quý đúng không? Làm Hạnh bất ngờ đó nha. Ủa? Quý tưởng hai người làm Quý bất ngờ.